Acing tabo ta vene? Tabo tabo. Acing de boy agua vai. Agua vai. Corre rápido. Sí, sí. Corre rápido boy. No tem. Sí. Tá nem cai nem esse bico, esse quando você entra aqui, tá pica, doi, pica. Doi muito. Doi muito. Ok, hello, chào các bạn. Ok, rồi chào các bạn, mình tên Danny. Chào mừng các bạn đã quay trở lại với channel Công Giáo và Lâu Cuộc Sống ở Châu Phi. Đấy, thì ngày hôm nay anh em mình tiếp tục quay trở lại trang trại các bạn. Thì hồi sáng như anh Thạch, Mung ghe về cũng như Tuấn là đang ở dưới này chỉ đạo cho người dân là làm tiếp tục là khai hoang cái đường mướn nước các bạn. Đầu tiên là phải làm được cái mướn tưới là phải chuẩn đã, xong lúc đó thì sẽ máy máy ngày kia là máy sẽ vào sẽ cày hết các bạn. Xong lúc đó thì người dân là sẽ đến là sẽ là gieo trồng, mình sẽ đưa giống để cho người dân là tiến hành gieo trồng. Thì cũng đã dọn dẹp cũng là được một phần thôi các bạn, dọn dẹp được một phần ở phía trên này cũng là dọn thôi, phía dưới này cũng là dọn thôi. Thì phải làm theo cuốn chiếu thôi, nhưng mà làm theo đại trà như vậy thì cũng khó làm. Đấy, làm đến đâu để cho xong đến đấy, làm chỗ nào là cây chỗ đấy luôn. Mà trước mắt là cái mướng tưới là phải chuẩn đó. Thì hôm nay lên đấy thì anh em mình cũng có là mua ít gạo, cá, bột ngô để cho tí người dân vào nấu ăn, với số lượng người cũng rất là đông, rải rác làm đều đấy các bạn. Thôi bây giờ sẽ đi xuống dưới kia để xem mọi người làm tiền đến đâu rồi. Thì mình cũng ở bên bản làng Tú Vi Ly và chạy sang đây. Ở bên đây đang thi công trường học đấy các bạn. Đấy, đi qua đây thì cũng là đưa bột ngô, rồi cá để cho thờ và những người giúp bên này ăn. Rồi mình cứ chạy vòng như vậy. Còn anh Thạch, anh Tuấn là cũng đứng dưới trang trại đi qua những cái bản khác. Đấy, đứng đấy chỉ đào đây xong xe máy có đấy rồi. Đấy, cũng chia người ra như vậy thôi. Thôi, ở ra vào mùi, đây xa kia nè. Thì để đấy thì cho người dân lên nấu cho các bạn. Đấy, nhà bác trưởng thôn hôm nay là con cái ở đấy cả những bác đi rồi, bác chủ nhà đấy, bác là đã đi qua hiền khác để kiếm đất đấy các bạn. Đấy, hôm nay đến đi ở phía dưới kia rất là đông đây. Đấy, cái mương đường dưới này ở hình như ở phía dưới này đã làm là cùng gòn đấy các bạn. Vì ở đây là cái mương tưới là mình nghe bác chủ đất là mương tưới đấy là không được đào, bác bảo là đừng có đào là đào hết đấy các bạn, đừng có đào sâu mà cũng đừng có dọn cỏ hết. Vì là giòn cỏ hai bên thôi, còn cỏ ở phía dưới cái đường nước chảy đó phải để từ một ít đây. Đấy, để là tiết kiệm nước chảy hơn và không bị lở sạt lở các bạn, vì toàn là cũng ở phía dưới mướng là cũng có đất cát đấy, cho nên là sợ chảy mạnh quá là nó lở. Đấy, ngày mai là mẹ vào đây cây chỗ này hết. Bên này đây, hôm kia là phạt đây, ủi vô là chặt. Chặt gần hết nha các bạn, chặt tỉa thôi chứ không phải chặt cả cái đâu. À, đấy đấy, người dân cũng là trong bắp cải đấy đấy. Bắp cải cái giống hôm kia thừa rồi kia các bạn, hôm nay đưa đây trong cả đây. Đấy sẽ hình thành được mắt khoảng vài hecta chạy dài các bạn. Sau lúc đó gòn ở đâu thì là sẽ làm tiếp ở chỗ đấy, gọi là bằng cuộn chiếu thôi. Nhưng mà làm đại ta thì cũng khó, rất là khó làm. Như đất đá thì rồng. Đấy là đầu nha các bạn, đầu. Cái giáo. Đấy, rất là rồng. Ở đây cũng 1-2 tháng là thu hoạch rồi thôi. Đấy là của bác chủ đất trong đấy các bạn. Được mặt là cái mướng rồi các bạn, mướng là phải chuẩn đã. Sau lúc đó thì anh em mình sẽ cắn ở đâu đây khoảng tầm 500 mét. Đấy, 500 mét thì anh em mình sẽ đào một cái hố giống như cái áo đấy. Ví dụ như cái mướn ở đấy thì anh em mình sẽ đào dọc đấy, để không xong nó bỏ bớm mà hụt đấy các bạn. Đấy, đủ đủ này. Mà màu đấy. Nhưng mà vườn đấy là rất là tốt đấy các bạn. Đấy, quả này mà đủ đủ đực thì đúng là cái hóa đủ, hóa đủ đủ đực qua về mà làm thuộc thì chuẩn đấy. Chắc là hôm sáng tuần là thu hoạch được cái bắp cải các bạn. Đấy, thu hoạch bắp cải thì mình sẽ thì được mặt thì cũng sẽ là thu hoạch một ít thôi. Đấy, để cho người dân đây một ít, còn đâu đấy thì mình để lại cho bác chủ nhà với cống của bác các bạn. Nhìn như những cái ngô này thì chưa thu hoạch được thì là cái gì số thu hoạch thì mình sẽ chia cho người dân. Còn những bắp cải đấy thì của bác trong cũng lâu đấy các bạn, đến giờ thu hoạch thì mình lấy thì thấy khó coi. Đấy, cống của bác đã bỏ bao nhiêu ở đấy rồi. Đây, mướng hôm nay là làm gòn này, sạch đẹp này. Người đông mà, đông số lượng nhiều quá mà giống như kiểu mà là không đủ phấn lấn đàm để cho bắp cải là được tốt hơn ấy, cho nên là bị hỏng rất là nhiều. Hôm qua giờ là làm phía bên này đấy là dọn sạch sẽ này. Giờ để là phơi khô cái cỏ ấy để bắt đầu đấy các bạn. Đấy, đấy là chặt sạch ấy.
Cái đấy nhưng mà đào rồng đã bị lở chứ các bạn, lở đấy. Thế này sau anh em mình sẽ đào thế này đấy, ví dụ khoảng 500m, 500m là anh em mình sẽ cắt ra một nửa thế này đấy, cho chảy ra phía bên kia đấy, nó thành một cái hồ hụt nước để mà bơm lên. Còn đấy là vẫn chảy xuống như thế này nhé các bạn, đấy vẫn chảy xuống như cái kia. Khoảng 500m nó sẽ làm một cái hồ như vậy, nó để bơm trữ nước, dư trữ nước ấy, để mà bơm lên phía trên để mà tưới cho rau củ quả giống như ngô này các bạn. Là những cái này là thì thốm nó khô đấy, nó sẽ đột hết, đưa vào trên kia đột hết, đột cho sạch sẽ đấy, ngố trong cũng đều đấy, chỗ có chỗ không. Thôi bây giờ để vậy thôi, làm cỏ cho sạch đây là bọn thêm ít lấn đàm nữa. Đấy nó chặt hết chứ các bạn, toàn bộ sạch sẽ cả đây. Đấy người dân đang làm rồi, phải chia ra đấy. Đi là nhìn thấy người dân thưa thớt chứ mà hồi đấy nó đã đóng chứ các bạn, không thể tập trung được một chỗ mà làm đâu. Ô sao bà có người từ đâu anh? Tôi nhìn đàn anh. Làm cỏ hay thạch đấy chứ? Làm bên cổ bên xa lắm. Hôm nay là tao. Có mày sao bà? Từ đâu anh đấy? Tâm tao có cái vùng cổ này. Đấy có cái vùng này. Cái đấy thì cũng cho chặt luôn đấy. Chứ phạt hai tí nữa ăn cơm kêu sóng này họ mới chắc phạt hai bên đúng không? Phạt hai bên nó sóng mới múc được dưới đấy, là đấy là nước tự nhiên nha, nước ở đứng dưới mạch ấy chảy lên đấy, nước ngâm chảy lên nước ngâm chảy lên chứ không phải là nước mưa đâu. Đấy là nước ngâm chảy lên này, là cái mô hình từ đây đi đây đi là quanh năm có nước luôn. Sau đó mình làm một con mực lạch đấy chảy lên, tất cả hệ thống ok đó, mình mở một lạch đấy sao mới đi chảy cho chảy xuống dưới. Đây là bà trưởng thôn của bản Lăng Bán Gu nha các bạn. Đấy, bà trưởng thôn của bản Lăng Bán Gu. Asia có là cái điệp bố quan của Tây Sia kì này. Seko Kemaru. Dạ, bà ra Agua Batsa Bay aki. Aki mi lưu điệp bố ấy. Phía cá sinh điệp bố ấy li vai vai kre xe mai. Não, não. Deixa crescer só. Depois vai cortar lá mais. Ah, cortar mais, né? Sim. Não, o problema é ficar aqui sujo. Não, aqui... Não, não pode ficar sujo aí. Sim. Eu já trouxe do comida, depois manda do cánh vai, vai, vai cozinhar já. Tá bem. Mấy bạn ngủ bên đây này, Ivan ngủ bên đây đúng đẳng cấp luôn đấy. Esse mi lưu. Já tá quase tirar já. Não, falta muito ainda. Falta muito, né? Đấy, Ivan ngủ này là hôm sau là của anh em mình sẽ thu hoạch các bạn. Dezembro. Liga? Dezembro, vai, vai. Sim, falta só um mês. Um mês, sim. Đấy, đấy là những cái ngày vừa qua các bạn ở đấy là rất là nhộn nhịp và tấp nập vì tất cả các bạn đều ở đây làm việc đấy các bạn. Đấy, làm việc thì mình cũng có mua thêm bột ngô và đấy để giúp đỡ mọi người hỗ trợ cái bước đầu đấy các bạn. Vì là mấy cái mùa này thì mùa giảm hạt đấy các bạn, cho nên là rất là khó khăn. Đến đây là làm là có ăn nên họ là cũng rất là vui. Vì sau này là cùng của họ cả thôi, chứ là mình thì cũng không ở đấy đâu. Anh thấy đấy. Ở đây ngô vì là bị do trong xén nhau à. Đấy, bị dùng nó như lắm anh. Ở đây thì ngô cũng đã sản lượng lắm á. Đúng rồi. Cả là ngô là ngô, thuần ngô, bị là một vùng chuyên bị. Ngô lồn bị đấy là họ lợi dụng đất để nở thế con. Đấy, họ tiệt của mà. Tiệt cỏ này đóng đỏ gì? Cái này, ê chi. Bi cùng mình tụi đuôi. Pica, pica. Pica đuôi, em qua đuôi em ta xin. Nào đi, nào đi. Nó ta bông. Sì. Bye bye lưu tụi đuôi anh. Đấy, cù già nhưng mà vẫn đi đến đây để mà làm nhé các bạn. Đấy, đấy là giòn dẹp đấy. Ui giời, cứ cái đoàn này mà chặt đây. Chọc hôm nay cũng chẳng có rắn đây. Ê, chị tên cô bà kì này. À, tên cô bà. Tên cô bà này. Sì, sì. À, xin tên gì lìm ba bà đi bố thơ tên cô bà. Ê, ý, ý. Ô, sô bà. Cô mày, tôi đưa về anh đấy. Bây giờ, bây giờ. Quay nụ cả. Dạ. Đi trong ba cả bà này. Trong ba cái dạng như là đỉnh đào là cái chân muốn lão như thế. Ê, xin tên quân tư ghen thì đi sao bà? Ừ, xin ta bông. Bởi mày mà đã số tu đủ rượu lim bùi anh đó. Quán đủ rượu tèm mình ăn đấy. Ba mũ lạc cụ tì vào nhà. Ba mũ lạc cụ tì vào nhà. Xin, em kết quả xin. Xin. Em kết quả bởi mày ế xong đủ rượu anh đó. Đủ rượu ta bông để bói lá vài cái này xe ra về đủ. Ok. Xin. Ok. Xin xin hồi rồi. Anh Thạch tính anh sao đây? Thứ gì vậy? Anh Thạch hiện tiện đi tìm anh Thạch có tìm không ra luôn. À chị ta bông ta về nè. Ta bông ta bông. À xin đi bôi agua vai. Agua vai. Cô rê ra bì đù. Cô rê ra bì đù. Cô rê ra bì đù. Nó tình. Sì.
là những cái này mà SCB của SCB quan Ubusen ra cái đôi mũi tùng. Đôi mũi tùng. Tình hình sao đây? Bạn ơi, mọi thứ là ổn cả chứ? Anh em cùng làm với dân, làm cái chỗ nào mà dân nó nhiều lắm mình. Đó, giờ phải dọn nữa bây giờ anh, dọn hết đi. Dọn cho sạch xe, cho sạch luôn đi. Em xem bên kia kìa, đẹp cả rồi, bên kia đẹp đấy. Làm rồi, làm rồi, xong rồi. Tu đủ cái cốt ta ra, tu cốt ta tu đủ mềm mùng. Đấy, bà Trần Thố đây cũng rất là nhiệt tình. Xin đẹp bối với anh Tính muốn tu đi à quà. Voilà lê. Xe tu. Tôi chưa kết tụng mày. Dạ, đi kì. Dạ. Đấy, bên người già trẻ chứ đều đã làm này các bạn. Vì ở đời họ không có đất đai để mà làm việc đấy. Nên mình bây giờ có đất đai diện tích khá rộng, cho nên đất rộng. Đấy, đang làm. Từ đây đường dưới. Bên kia là anh Thạch, anh Tuấn đang đứng chỉ đào dưới mướng dưới kia. Đấy. Sim, tira tudo mesmo, corta tudo mesmo assim. Tudo. Isso, assim, ok. Milhões. Đấy, thứ bên này là người dân đang cục cỏ với các bạn. Ở đang làm cỏ ngố. Đấy, đang nào. Qua lê lê. Chê tu. Ca. Ca ca. Uống bà kì. Uống bà kì. Tôi đu được in qua lì, mấy tên phiêu đi đây tôi xin. 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 Bà ra, em xin đẹp bồi nế. Kinh nhanh tục mẹ tôi đu. Đi bù la với aki nế. Với em đi ung mà tăng kì. Đi bù apri aki. Xin bà kì. Aki. Bà ra đi bồi agua enter aki. Eli bà fika đôi là đu aki. Bà ra cú sa bom bà lấy xin mà. Ok. Đi bù. Kinh nhanh tục mẹ tôi đu. Kinh nhanh tục mẹ. Dạ. Apri ung mà tăng kì. Ok ok. Mà tính đi. Faja de bagain na. Beri mayo limba, ome limba ke mule limba den tru. Đây là người dân đang làm cỏ ngô đấy bạn, chưa phải chăm sóc ngô thôi. Chăm sóc ngô để mà phát triển để mà thu hoạch thôi. Asita bom, tira. Esi de poe beta du bu. Ngư bên kia các bạn. Đấy đông luôn. Người là không thiếu. Asi en se asita bom, tara bali asi bom. Sí, sí. Agora, deixa tu vilija. Ya. Ya. Ota le, wala le, cetu, ka, kaka. Now, eu vou comprar sara a tipo esse só. Depois você vai contar pau. Porque comprar junto esse tá muito caro. Sim, sim. Mas é pau falso. Só depois bateu. Sim. Dạ. Đấy, người dân bảo là cuộc là hỏng hết đấy các bạn. Thì hôm sau là mình sẽ mình sẽ là mua cuộc cho người dân lên là để người dân đào. Đấy. Xin em mua xin. Đấy, mỗi người mỗi cống mỗi việc các bạn. Người thì làm cỏ, người thì đấy, hai bà trưởng thôn là chỉ đào rất là nhiệt tình. Đấy. À xin, ta bông, mi lôi à xin, ta về đấy. À. Đấy. Ừ, thấy đấy bạn, thấy đấy các bạn. Ê, ta bông lia đúng. Đi bù chung bà cây ư. Nào mấy, à xin mi lôi, bông, sốp sốp à. Đấy. Người thì làm cỏ, người thì làm mướng. Cũng đẩy nhanh cái tiền đồ đấy các bạn. Ôi, công ty hết chặt hết nha các bạn. Cái nó mà xung xuê gì đó rất chặt hết. Quá la lê. Đấy, sạch xe nha các bạn, sạch xe luôn. Từ đến xuống dưới này, sạch sẽ, cao. Chê tu. Rất là vui nha các bạn, rất là nhộn nhịp. Từ lúc mình mua đất đến giờ là ngày nào người cũng đóng đầy đủ ở đấy nha các bạn. Đấy, toàn bộ người này. Đấy, đấy cây ổi là cũng chặt hết các bạn. Những cái cây nào, những cái chảnh nào đấy mà lung xung ở dưới đất chặt hết. Để những cái ấy phải đến thôi. Đấy, sạch sẽ rồi. Tá bom, trabalha depois vai comer, já? Vou fazer assim, các em nhỏ này, đi theo bố mẹ làm việc này. Đấy giờ còn đã năm này, năm giờ đất, năm xoay giờ đất luôn. Bố mẹ thì đang làm cỏ đấy, đang dọn dẹp cỏ. Mẹ tên cái liên sản là, thích cái làm không? Vâng mùa ấy, đô đô mùa ấy. Vâng mùa kì, đô đô mùa kì. Đô đô mùa kì nhá.
Así está bon. Así está bon. Tao cho ra ba đây. Cái giòn nó đoán này sau đấy ít hôm nữa sẽ trông. Cũng trong khoảng khoảng 1 tuần đến 2 tuần nữa sạch sẽ thôi. À cái dây xong xong để phải dạo đấy. Phải dạo. Ok. Bây giờ là đang dọn dẹp là sẽ làm chống. Còn ít hôm mà sóng xuôi về vấn đề dọn dẹp đấy các bạn thì là sẽ là chia đất của bản nào ra là của bản đấy chứ không làm chống đâu. Chống thì lộn xộn lắm. Đấy sạch sẽ đấy này. Đây xin được cái mai đủ chứ? Xin xin vào một cái mai. Tôi đúng. Xin xin. Vào một cái mai. Đến xuống dưới là người như quân nguyên luôn các bạn. Bên kia thì làm mướng. Bên kia thì làm mướng. Gái đấm thấu qua tay nha các bạn. Những cái cỏ đó rất sắc. Đấy, làm xong thì bây giờ cũng là cùng 1 giờ chiều này. Bên em ăn trưa đấy các bạn. Thì cũng ăn rất trưa. Ăn nói chung khoảng 2 giờ mới ăn trưa. Tối về hồ về đến nhà là chỉ ăn qua cái bánh mì ấy, có tiền mua bánh mì hay là có tiền tí bột ngô các bạn là vừa đủ nó sáng mai luôn. Đấy, ăn buổi chiều là để buổi tối là đỡ phải đói đấy các bạn. Tôi yêu phang cái bao lumien. Ông yêu đi cái. Yêu đi cái. Tapu lo về. Vamos trabalhar. Gati ku palasi kalena ta tip canale. Ok, e assim. Assim não vai. Come. Depois de comer trabalhar. Não aguento. Aí não aguento aguentar. Não, Jimbo Runião do Água. É tudo ali, mochala. Ele tá ali trabalhando, ele já foi tomando a tuti. O Jojo. Tá lá, ela não. Ali tava com uma lima para sugar. Se não mukai com. Se eu ligar em casa, não vou jogar. Mãe, a vida é viva, a vida é mal, a gente não com coisa, a gente não com carro. Como é que o Lino Guta logo o Tio Yuna? Foi a Jani Pitina, a gente não com o Tengo lá, gente. Vamos. Liga? Sim, depois. Tá cozinha lá. Agora trabalhar um pouco, vai entrar comer, depois parar um pouco, vai mais trabalhar. Sim. Phải có người chỉ mỗi người mỗi góc, anh Thanh một góc, anh Tuấn một góc, mình là chỉ có chạy đi chạy lại các bạn. Thì là mới công việc thì mới hiệu quả được. Sim, mọi người bảo là đói bụng nữa các bạn thì đang nấu ăn ở bên kia. Bố mu ta cozinha lá, agora trabalhar quando ele chamar vamos lá comer, já? Xin chú xin. À số bà. Số bà tâm anh. Đẹp bôi. Chúc bây giờ số. Chúng ta có gì nhà là quán đồ tèm mình ăn nên ta cùng về. Dạ. Thì ok các bạn thì video của mình hôm nay cũng xin phải được kết thúc tại đây. Các bạn thấy video này hay và ý nghĩa thì hãy cho anh em mình một like. Chia sẻ video và đăng ký kênh Công Giáo Vào Lâu Cuộc Sống Ở Châu Phi. Để ủng hộ anh em chúng tôi có thêm động lực giúp đỡ những người dân nghèo khó bản làng miền núi Châu Phi nha các bạn. Chào các bạn. Dạ. 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 Vâng.